Và cùng bản tin có liên quan đến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump cho biết, thì cuộc thăm dò này được thực hiện từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 8, tức là trong tuần lễ sau khi cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump là ông Paul Manafort đã bị buộc tội gian lận ngân hàng và trốn thuế. Bên cạnh đó, cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump Michael Cohen nhận tội và liên đới với Tổng thống trong vụ trả tiền bất hợp pháp nhằm bịt miệng các phụ nữ có quan hệ tình dục với Tổng thống Donald Trump. Ông Cohen đã khai trước tòa vào tuần trước rằng Tổng thống Donald Trump khi còn là ứng cử viên Tổng thống đã chỉ thị cho ông trả tiền cho hai phụ nữ để buộc họ giữ im lặng về mối quan hệ tình ái với Donald Trump. Cuộc thăm dò cho thấy 61% người dân Hoa Kỳ nghĩ rằng nếu điều này là sự thật thì Tổng thống Trump đã phạm tội, trong khi 31% nói ông không phạm tội. Đảng Dân Chủ đang hy vọng giành lại một hoặc là cả hai viện quốc hội vào cuộc bầu cử dự kỳ sắp tới. Và nếu họ làm được, thì các lãnh đạo Đảng Dân Chủ sẽ đối mặt với sức ép quyết liệt từ các cử tri của họ đòi sử dụng quyền của quốc hội để điều tra những hành vi sai trái của Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông.